Trên địa bàn tỉnh Phú Yên đang có mưa, trước đó các địa phương trong tỉnh đã tổ chức di rời, sơ tán tại chỗ đối với 11.308 hộ, với 44.218 khẩu tại các khu vực ven biển, sông bị ảnh hưởng trực tiếp của bão và ngập lụt. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung các phương án sơ tán dân trên địa bàn quản lý theo từng cấp độ rủi ro thiên tai. Rà soát triển khai các biện pháp gia cố, bảo đảm an toàn đê kè, hồ đập, công trình xây dựng đang thi công dở dang, nhất là các tuyến đê kè biển, cửa sông, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện có nguy cơ mất an toàn. Tạm hoãn các cuộc họp không thật sự cần thiết, không liên quan đến công tác chỉ đạo phòng chống bão, mưa lũ đến khi bão tan.